Xin chào quý vị đến với kênh YouTube Cuộc Sống Ở Đây. Hello everyone and welcome to our YouTube channel. Ở đây là thành phố Dundas, Ontario, Canada. Ở đây cách cái thành phố Hamilton là khoảng 8 cây số. Còn đi vô Toronto thì khoảng 70 cây quý vị. Tôi ở thành phố Edmonton mà bay xuống cái thành phố này là cộng khoảng chừng 4 tiếng á, mời tới ở đây được. Xin quý vị đăng ký để ủng hộ kênh Cuộc Sống Ở Đây. Please subscribe to support the channel. Trước mặt quý vị đó là cái đường quốc lộ số 8 đó. It's Highway 8. Quý vị ngoài trái á, xong rồi công viên ở đó nó nằm ở bên tay trái á. Thì lúc mà tôi ghé ở đây mua cà phê thì tôi không biết là ở đó nó có cái công viên đó. Chạy ngang cái công viên đó thì chúng tôi mới thấy những cái cây hoa anh đào rất là đẹp ở bên trái á. Thì chúng tôi mới dừng lại mới xem cho thật ra đây chồng tôi là chỉ có chạy thẳng thôi chứ không có ghé đây. Thì đây là đường quốc lộ số 8 nè, tới ngay cái đèn xanh đèn đỏ. Đi lúc mà chồng tôi chạy thì chúng tôi mới thấy chứ thật ra chồng tôi không có biết. Thì chúng tôi đành là quay lui lại đó, mà đây là cái đường highway số 8 thì không có chỗ để quay lui. Thì chúng tôi mới tới đây mới thấy cái đèn xanh đèn đỏ thì chúng tôi mới ngoào ở đây là hy vọng là có một cái con đường nào đó để chúng tôi đi lui lại. Mà nếu không có thì chắc chúng tôi phải đi sang khóc nữa rồi đi quay lui. Đó, đấy cái đèn xanh đèn đỏ này nó cái con đường này nó gọi là Olympia Drive. Thì cái đường này á, thì quý vị đây thì cái chỗ này nó không có cho ngoèo lối đó quý vị, nó cấm không cho chạy vòng lui lại, nó có để cái bảng đó. Thì chúng tôi phải ngoèo trái, thì chúng tôi hy vọng là nó có cái con đường nó nhỏ ngoèo vô chứ không là phải chạy thẳng tuốt lên trên kia mới đi lối được. Thì ở đây ngay chiếc xe này thì nó có cái con đường hẹp này nè, thì chúng tôi có thể đi được. Thì quý vị có thể ngoèo vào đây, cái đường này nó gọi là cái đường King Street East, cái đường King Street đó, cái tên tiếng Anh đó. Đó, thì ở đây nó cũng có cái con cái hồ nhỏ 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 này. Cái hồ nhỏ nhỏ rất là đẹp. Ở trong đó nó có một cái công viên nhỏ nhỏ, nó có những cái con bướm nó đậu ở trên mấy cái cây nó rất là đẹp. Mà bây giờ thì cái mùa này thì chưa có tới mùa hè đó thì không có bướm. Bây giờ chỉ là mùa xuân thôi, gần tới mùa xuân mùa đông mới xong rồi. Thì đây quý vị ngoèo trái vào đây, đó ngoèo trái vô cái bãi đậu xe này. Xong quý vị có thể đi tham quan cái công viên đó. Thì cái bãi đậu xe này miễn phí. Head southeast toward King Street East. Đây, quý vị có thể đậu xe ở đây xong rồi đi vào trong cái công viên đó. Đây là cái công viên tạm dịch là họ gọi là cái công viên trăm năm đó. Tiếng Anh nó gọi là Centennial Park ở cái Dundas, thành phố Hamilton, ở gần Hamilton. Chắc cái này họ trồng lâu rồi, chắc họ mới đặt cái tên là công viên trăm năm. Thì ở đây nó có rất là nhiều cây hoa anh đào. Thì ở đây thì có rất nhiều người hôm nay đến tham quan, chụp hình, quay phim. Mà gặp cái ngày hôm nay chúng tôi đi thì nó rất là gió lạnh. Thì nói chung là đi ra đây thì nó lạnh lắm. Bận cái áo là phải chạy vô lấy cái áo khác, không điên vòng như vậy nó lạnh. Tôi thấy ở đây nhiều cái cây này nó rất là đẹp, nó nở hoa hết rồi, cây nào nó cũng nở hoa hết rồi, nó rất là đẹp. Tiếc là hôm nay trời nó không có được nắng á, bị mây phủ hết cho nên là lúc quay phim thì nó không có được sáng rõ lắm. Để tôi đi một vòng cái công viên này cho quý vị xem á. Quý vị mà đi thẳng vô trong đó, ở giữa đó, thì
quý vị nhìn lên là nước rất 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 là đẹp. Quý vị có nghe không? Quý vị nghe cái tiếng gió không? Rất là lớn, gió nó thổi mà nó quay phim mà không mang cái bao tay mà nó lạnh hai cái tay. Đó, quý vị thấy không? Gió nó thổi dữ vậy đó. Lắm. Đi có nửa vòng thôi mà hai cái tay là nó lạnh, nó rung rồi. May là cái máy hình nó giữ được cái độ, nó không có bị rung bị nhũng bao nhiêu. Cái cây này không biết sao nó không có bông nhiều này, hình như nó bị gì á. Đứng đây này, đứng đây mà nhìn thẳng tới thì nó rất là đẹp. Để tôi đi thẳng vô cái cây này, cái cây ở giữa này cho quý vị xem. Đi như vậy thì nhìn nó đẹp hơn. Thiệt là hôm nay trời nó không có nắng cho nên là nhìn cái hình nó không có được đẹp mấy. Đó, quý vị mà nhìn cái cây mà nhìn thẳng lên như vậy á thì nó đẹp. Nhìn ở ngoài á thì nó đẹp hơn trong cái video. Đứng ở đây nhìn nó rất là đẹp. Để tôi quay một vòng, xoay một vòng cho quý vị xem á. Để quý vị thấy ông trên trời á thì bị mây phủ hết rồi. Đi tới như vậy á, mà nhìn lên á, thì nó đẹp lắm. Đằng bên kia nó có hai cái bông màu vàng. Cái bông này nó cũng đẹp lắm. Để tôi đi tới đây tôi quay một đoạn cho quý vị xem à. Rất tiếc là lúc mà tôi tới đây tôi quay khúc á, thì cái máy nó bị hết pin. Thì tôi phải vào xe lấy cái cục pin khác. Đây, tại đây tôi vừa quay một vòng thôi á, là hết pin này. Mà lúc đó nó lạnh, tôi phải chạy á, để cho nó ấm. Đó, cái đoạn đó là cái đoạn hết pin đó quý vị. Thì tôi đổi cái cục pin khác á, thì tôi quay cái cây này. Cũng tiếc là cái cục pin thứ hai nó cũng hết pin luôn. Tại để trong xe mà cứ quay vậy không có sạc á, được á, thì nó hết pin luôn. Mà đất nó là không hết pin luôn đó quý vị. Cái cây này thì nằm ở phía bên kia hồi nãy đó, thì hết cái cục pin thì tôi phải vô xe tôi lấy cục pin kẹt ra đây thì quay được con đoạn thôi, đoạn này khúc này thôi mà cộng cái cục thứ nhì cũng hết pin luôn mà cộng thấy cũng lạnh nữa. Còn cái cây này thì nó nằm ở phía bên cái góc gần cái góc đường á, cái cây này nó cũng như nó to nó lớn hơn hai cái cây kia. Lúc này tôi đứng ở đây thì gió nó thổi rất rất là lớn, nó gió nó thổi nó lạnh. Tôi định quay một vòng á mà hết pin rồi. Xin cảm ơn quý vị đã xem video và xin hẹn gặp quý vị lần sau. Thanks for watching everybody. Bye bye.